Phó Thủ tướng, ngành du lịch cần khẩn trương khôi phục lại hoạt động từng bước. Bộ Y tế làm rõ hơn, hướng dẫn về xét nghiệm để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm kinh doanh ăn uống tại chỗ. Ngày 14 tháng 10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, một số cục, vụ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế về phương án khởi động lại các hoạt động du lịch trong tương lai. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, trong 2 năm 2020-2021, các chỉ số tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam đều sụt giảm nghiêm trọng. Trong đó, tổng thu từ khách du lịch năm 2020 đạt 312.200 tỷ đồng, giảm 59% so với năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm 2021, khách du lịch nội địa tiếp tục giảm 16%, đạt 31,5 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 137.000 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện nay, lượng doanh nghiệp xin thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành trên 30% tổng số doanh nghiệp đã được cấp phép. Chỉ còn khoảng 2.000 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trên toàn quốc, trong đó rất nhiều doanh nghiệp vẫn đang đóng cửa hoặc dừng hoạt động. Trong khi đó, lĩnh vực kinh doanh lưu trú du lịch, lĩnh vực chiếm đến 46% trong cơ cấu doanh thu của ngành du lịch Việt Nam, cũng đang phải đóng cửa khoảng 90% và hầu như không có khách trừ các cơ sở đón khách cách ly. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế cho biết, yêu cầu về xét nghiệm tại hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh, đồng thời cũng tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương cho quyết định xét nghiệm phù hợp để xử lý ổ dịch. Theo đó, điểm mới cho thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong hướng dẫn tạm thời này thể hiện ở chỗ. Việc xét nghiệm được thực hiện theo địa bàn, nguy cơ và nhóm nguy cơ. Các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, khó thở, mất vị giác và khứu giác. Cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị. Nhóm nguy cơ gồm các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, như lái xe, người chạy xe mô tô chở khách, xe ôm, người giao hàng hóa, shipper. Không chỉ định xét nghiệm đối với những người dân thực hiện đi lại, trừ các trường hợp đi đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa, và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Thành phố sẽ thí điểm tổ chức kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ, có thể tổ chức ở quận 7 hoặc địa bàn an toàn. Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi khẳng định, thành phố đang xem xét đề xuất mở cửa ăn uống tại chỗ của quận 7 một cách thận trọng. Thành phố sẽ thí điểm kinh doanh ăn uống tại chỗ, có thể tổ chức ở quận 7 hoặc địa bàn an toàn. Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi thông tin bên lề hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM diễn ra vào sáng 14 tháng 10. Ông Mãi cho biết, thành phố đã lập tổ công tác chuẩn bị cho việc này với sự góp sức của nhiều chuyên gia và các cơ quan chức năng. Trong tháng 10, TP HCM sẽ tổ chức tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4. Trả lời câu hỏi của phóng viên Thanh Niên, liệu TP HCM có mở cửa nhiều hoạt động như Hà Nội hay không? Ông Mãi cho biết, mỗi thành phố có đặc điểm dịch bệnh khác nhau nên không thể áp dụng các biện pháp giống nhau. Với đặc điểm đô thị đông đúc, các phường sát nhau, mọi hoạt động được phép mở cửa phải tính toán trong phạm vi cục bộ và tổng thể toàn thành phố. Ví dụ phường này cho hoạt động này, nhưng người tham gia, khách hàng đến từ phường khác. Nếu chỉ xử lý cục bộ thì không thể giải quyết được vấn đề. Phòng chống dịch và phục hồi kinh tế đôi khi mâu thuẫn với nhau nên phải tìm phương án giải quyết để hài hòa. Ông Mãi nói và đánh giá đây là vấn đề khó. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho người lao động sử dụng xe ô tô cá nhân di chuyển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, với điều kiện người đi trên xe đã tiêm vaccine sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày lấy mẫu. Việc tổ chức cho người lao động di chuyển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai sẽ thay đổi khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch COVID-19. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh về phương án cho người dân, người lao động lưu thông qua lại giữa các địa phương nhằm tạo điều kiện khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Theo phương án lưu thông của Thành phố Hồ Chí Minh, người lao động sẽ được di chuyển liên tỉnh bằng xe ô tô, gồm xe đưa đón và xe ô tô cá nhân và xe mô tô, xe gắn máy. Sau khi nhận được văn bản trên,
UBND tỉnh Đồng Nai đã đồng ý cho doanh nghiệp đưa đón người lao động lưu thông giữa địa phương và thành phố Hồ Chí Minh bằng xe ô tô đưa đón. Những người tham gia lưu thông phải đảm bảo các điều kiện về tiêm vaccine và xét nghiệm COVID-19 theo quy định. Từ 6 giờ sáng, dòng người và phương tiện từ tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tăng gấp nhiều lần so với những ngày trước. Tại chốt kiểm soát dịch, xe máy, ô tô ùn tắc hàng cây số do nhiều người dân gặp phải khó khăn trong việc quét mã QR, khai báo y tế trực tuyến. Sau khi Đà Nẵng nới lỏng đi lại, mỗi ngày có hơn 10.000 người từ Quảng Nam và Đà Nẵng làm việc. Do nhiều người dân không biết cách khai báo y tế trực tuyến nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc tại các chốt. Để giải quyết tình trạng ùn ứ này, các lực lượng công an, y tế, thanh niên cũng được bổ sung xuống các chốt để phân luồng phương tiện tham gia giao thông và hướng dẫn người dân khai báo y tế. Anh Thái Duy Đức, Đoàn Thanh niên quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng nói: "Những người mà chưa có smartphone thì tụi em sẽ khai báo bằng giấy trên máy in cho đỡ ùn tắc giao thông. Để hạn chế tập trung đông người tại các chốt cửa ngõ ra vào thành phố, đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan sẽ bổ sung thêm thiết bị quét mã QR. Cùng với đó, mỗi mã QR có giá trị sử dụng 3 ngày để giảm áp lực cho lực lượng tại các chốt, nhất là vào giờ cao điểm." Theo ông Diệu, sau khi ông Hát có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã truy vết nhanh và xác định được hơn 50 trường hợp F1, trong đó chủ yếu là cán bộ, công chức và đã được cách ly tại trụ sở thị trấn. Để đảm bảo hoạt động của thị trấn, các cán bộ, công chức đang cách ly vẫn làm việc trực tuyến. Các loại hồ sơ, giấy tờ chủ yếu thực hiện bằng chữ ký điện tử. Riêng những hồ sơ cần phải ký trực tiếp sẽ có bộ phận chuyển vào và thực hiện việc khử khuẩn khi đưa ra ngoài, ông Diệu thông tin. Theo truy vết, ngày 9 tháng 10, ông NVH thấy mệt, sốt nhẹ nên tới trạm y tế thị trấn Phước An làm xét nghiệm test nhanh, kết quả âm tính. Trưa cùng ngày, ông Hát tới một phòng khám ở thị trấn Phước An khám. Ngày 10 tháng 10, ông Hát sốt cao nên tới trung tâm y tế huyện Cờ Đông Bắc khám, sau đó về nhà. Đến ngày 13 tháng 10, ông Hát tiếp tục tới trạm y tế thị trấn Phước An làm xét nghiệm nhanh, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 14 tháng 10, kết quả xét nghiệm PCR do Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên thực hiện, trả lời ông Hát, dương tính với SARS-CoV-2. Trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10, ông Hát đi nhiều nơi, tới cơ quan làm việc và tiếp xúc với nhiều người. Theo bác sĩ Bùi Khắc Hùng, giám đốc trung tâm y tế huyện Cờ Đông Bắc, hơn 50 trường hợp là F1 liên quan đến ông Hát. Qua hai lần test nhanh và xét nghiệm PCR gộp mẫu đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Phần lớn các trường hợp F1 đều tiếp xúc có đeo khẩu trang nên nguy cơ lây nhiễm thấp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly tất cả các trường hợp liên quan theo quy định của Bộ Y tế. Thời gian qua, nhiều người dân từ vùng có dịch về địa phương nên ngành y tế chưa xác định được nguồn lây nhiễm, ông Hùng cho hay. Đến chiều 14 tháng 10, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 44 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 2.435 trường hợp, trong đó có 18 người tử vong. Ngay sau khi tổ chức tang lễ cho mẹ Chu Toàn, Wendy Phạm, con gái của Phi Nhung, đã có tâm thư gửi đến mọi người. Con gái cố ca sĩ Phi Nhung viết: "Không biết phải dùng từ nào ngoài hai từ cảm ơn để tỏ lòng biết ơn của con đối với những người đã giúp cho con và gia đình hoàn thành tang lễ của mẹ thật tốt đẹp." Wendy Phạm gửi lời cảm ơn đến Hòa thượng Thích Minh Mẫn, trụ trì của chùa Huệ Quang và các sư thầy, tăng ni từ các chùa đã đến để tụng kinh cho mẹ. Tang lễ của Phi Nhung đã được tổ chức long trọng và trang nghiêm, làm cho Wendy Phạm càng thêm tự hào về mẹ. "Gia đình chúng con xin cảm ơn các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị thân hữu gần xa và bạn bè đồng nghiệp của mẹ đã đến viếng, gửi tiền từ thiện, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa mẹ con về nơi an nghỉ cuối cùng", Wendy Phạm chia sẻ. Con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung cũng không quên cảm ơn đến những người hâm mộ của mẹ ở khắp nơi trên thế giới đã cầu nguyện cho mẹ, gửi lời an ủi và động viên đến con cùng gia đình. Đặc biệt, Wendy Phạm có những tâm tình cảm ơn sâu sắc đến các thầy thuốc ở Việt Nam. Con gái cố ca sĩ Phi Nhung nhấn mạnh: "Con rất biết ơn Bệnh viện Gia An và Bệnh viện Chợ Rẫy. Mặc dù không giữ được mạng sống của mẹ, nhưng con biết các bác sĩ và nhân viên y tế tại bệnh viện cũng đã làm hết sức mình để cứu chữa cho mẹ con. Lời cảm ơn đặc biệt xin gửi đến bác sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc của Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Trương Dương Tiền, trưởng khoa phòng hồi sức tích cực ICU, bác sĩ Việt, trưởng phòng kế toán tổng hợp và toàn bộ ekip, các y bác sĩ và nhân viên của bệnh viện", Wendy Phạm trải lòng. Cuối cùng, Wendy Phạm có lời xin cuối cùng với mọi người: "Mẹ con đã về với Phật, con xin mọi người hãy để cho mẹ con được vui vẻ yên nghỉ,